Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại đi xem đỗ vào chiều muộn đây. Đi vào cái chỗ cái đỗ mà cái móc trước em lấy về một lần nhé các bác nhé. Có hai cái đỗ ấy. Thì một cái móc mỏng thì có ong vào thì em lấy về rồi. Còn một cái là thùng vuông, nó không có rồi. Đây, ngay đây. Thì nhìn này nó biết là không có ong, chưa có ong về rồi. À, không phải đâu các bạn. Ôi, về rồi các bạn. Thế ui, con nhện. Con nhện to lắm các bạn. Có ong về rồi chứ không phải là không đâu các bạn. Cái nào mới thôi, thì nó chưa đi lại mới. Này, quạt. Quạt gió mở mở. Quá là đẹp các bạn. Để em quay camera sau cho các bác xem nha. Bên ngược sáng. Đây các bạn. Đẹp nha các bạn nha. Ong vàng tóe luôn. Đàn này chắc là ong chưa đàn đấy các bạn. Đấy có ong đực này. Đó. Ong đực bay về đấy. Chắc là ong chưa đàn nữa. Thế nó đậu xuống tận dưới này không biết đàn có đông không? Nó đậu xuống tận cửa miệng lỗ luôn ấy. Quạt gió ầm ầm. Tuyệt vời quá các bạn. Nè. Chỗ mà em bảo là vị trí cũng khá là đẹp ấy. Cái thùng này cây rất to nha các bạn nhá. À. Đó, đợt trước thì em đi thăm thì cái này chưa thấy vào. Em tưởng khu vực này ông chưa di chuyển nhá. Đẹp. Tối lại có nhiệm vụ vào bê về thôi. Còn ở cây móc cơ bên trong đấy em thay cũng bằng cái đỗ cây móc luôn. Thì em nghi ngờ trong đấy là cũng ong nó cũng về các bạn. Nghi thôi nhưng mà không biết được. Ong bay dậy, chưa có tha phấn đâu nhé các bạn nhé. Có khi mới về một hoặc hai hôm thôi. Hôm qua hôm nay thôi. Vì được tầm 3 hôm là nó bắt đầu tha phấn rồi. Chưa thấy tha phấn này là... À có tha phấn các bạn. Đây em thấy có con tha phấn rồi vừa vào. Thì nó cũng vào được khoảng 3 ngày đấy. 2 ngày 3 ngày đấy. Và gió mầm. Tuyệt vời quá các bạn. Vậy là... Chiếc đỏ này điểm đỏ mỏng thôi. Nhưng mà cũng đã thành công. Đây các bạn. Các bác đậy kín vào như thế này nhé. Đỏ mỏng thì các bác đậy thật kín vào. Kín rồi thì nó... Ong nó cảm thấy ấm. Thì nó sẽ chọn thôi. Đó này đây, các bác xem cái miệng này. Nó ấm ơi là ấm luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy ong đực đây này các bác này. Thì đàn này là đàn chia đàn thôi. Ong chia đàn đấy các bác nhá. Ong chia đàn thì nó hay có ong đực lắm. Đấy. Khá nhiều ong đực. Những cái đàn chia đàn nếu mà mình về mà mình cắt cánh chúa đi ấy, nó mà chưa kịp thụ tinh ấy thì là con chúa đấy bị hỏng nhá các bác nhá, đàn nó không phát triển được đâu. Nó được thụ tinh rồi thì nó sẽ phát triển chúa non ấy, nên các bác lưu ý nhá. Số đàn nó không phát triển được là do là con chúa chưa được thụ tinh ấy. Thì là mình đã cắt cánh nó không bay ra được để giao phối là nó sẽ bị mất cái tác dụng của con chúa đi, nó không được thụ tinh thì nó sẽ đẻ ra toàn ong đực thôi và đàn nó sẽ sập dần, tụt và teo nhéo đi hết các bạn. Nên là em sẽ bê cả đỏ này về thôi, tối mới vào bê để nó gom hết sạch quân về tổ và sẽ lại lấy đỏ khác vào đặt chỗ vị trí này. Và bây giờ em sẽ vào tiếp cái trong này nhá. Cái đỏ cây móc dày nhá. Em có ong về chưa? Em nghi cây đấy là có ong về lắm. Đây, bắt đầu em vào đây. Rồi, tiếp tục lên chỗ mà trí đắc địa đây. Xa xa này thì chưa thấy có ong luôn. Chỗ cây trong đây. Cái này chưa có ong về.
để im ấy. À, cũng thấy có ong đấy, không biết là phải không. Một con rùa bay này, ong soi đấy, một con rùa bay đi đây này. Ui rồi, có một nhúm đây này các bạn. À, thế nhỉ, đúng này thì em nghĩ là cái đàn, cái số ong mà nó bị lạc đường nó quay về chỗ cũ rồi các bạn. Như vậy cái này là chưa có ong về nhá, hay là bác nào bắt rồi. Thì từ nhà em vào đây thì chắc nó cũng phải hơn 2 cây số, thì bên là ong nó đi lạc quay về không. Em kiểm tra lại xem nhé. Em đoán số ong này là nó đi lạc về thôi các bạn. Chứ nếu mà người ta lấy ong ở trong cái đỏ này thì nó sẽ vẫn chui vào đỏ chứ nó không ở ngoài này đâu. Đây là nó bay lạc về. Bay lạc về đây thì nó ở ngoài thôi. Nếu mà ong của đỏ này mà bị lấy thì nó vẫn bồ trong tổ các bạn. Chứ nó không bồ ngoài đâu. Vì là đội này nó về là nó thấy cái đỏ này lạ là nó cũng không vào. Đó, nó là như thế. Mà không sao, đỏ này chưa thấy ong về nhá các bác. Nhưng mà bù lại cái đỏ ngoài kia thì lại có ong. Thế là tốt rồi. Không thì bê luôn 2 cái về thì cũng mệt lắm. Vậy là rất khổ cho cái đội ong này. Khoảng 20 con đấy các bạn. Nó bây giờ nó về lối này là nó không biết... biết về nữa đâu, vì nó ở rất xa cái tổ mới của nó. Ở nhà em thì em bê về thì nó tít ngoài xa cái, nên nó không biết về đâu ạ. Này là tẹo đây rồi. Đấy, như vậy là cái video này thì đây, cái cây này đây, hôm nay thì chưa có ong vào cái này nhá các bác nhá. Một vài hôm nữa nếu mà nắng lên thì có ong soi thì nó lại về thôi, vào đây thôi. Thì hôm nay cũng may mắn là được một đàn rồi. Đàn ở cái đỏ ngoài kia rồi. Bên nào có đông quân hay không thì hôm nào em kiểm tra thì em sẽ thông tin cho các bác xem nhé. Bây giờ là xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Các bác nhớ ủng hộ em một nút đăng ký nhé. Nếu mà chưa đăng ký thì ủng hộ em nhé.